Rồi, xin chào mọi người. Tôi là Tinh Vân. Tôi sống ở Củ Chi. Cách đây 5 năm thì tôi có sử răng sứ kim loại. Nhưng mà sau thời gian sử dụng á, thì răng sứ kim loại nó bị mẻ và cái nướu nó bị xanh. Thành ra tôi thấy bất tiện và nó thiếu thẩm mỹ. Hôm nay tôi nhất định là tôi phải đi thay cái răng sứ răng toàn sứ. Chính vì vậy và hôm nay tôi quyết định là phải thay răng sứ để mà có nụ cười như là mong muốn của tôi. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh YouTube của Nha Khoa Ân Tâm. Và mọi người có biết không, đối với lại tất cả chúng ta thì hàm răng luôn là cái quan trọng nhất. Bởi vì giúp chúng ta có thể là đẹp hơn nè. Và đặc biệt nữa là giúp cho chúng ta có khả năng ăn nhai và làm chúng ta hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại gặp lại với lại cô Vân thì ở tập trước. Và trong những cái video clip mà cô đã chia sẻ, đó là cô cảm thấy là chưa được hài lòng với lại cái hàm răng sứ kim loại mà cô đã làm lâu năm rồi. Thì chúng ta sẽ gặp gỡ lại cô Vân một lần nữa để xem thử là sự thay đổi của cô như thế nào và cảm nhận của cô như thế nào sau khi mình thay răng sứ kim loại thành răng toàn sứ miễn phí tại Nha Khoa Ân Tâm nhé. Dạ, con xin chào cô ạ. Chào em. Dạ, cô Vân ơi, thì ngày hôm nay con biết là cô đã được gắn răng kết thúc rồi đúng không cô? Thì bây giờ cô có thể chia sẻ cho mọi người biết là cái cảm xúc của cô lúc này được không ạ? Tôi gắn cái răng vô cô thấy nó rất là đẹp. Có tuổi này mà 70 tuổi rồi mà Nha Khoa Ân Tâm là giúp cho cô có hàm răng rất là đẹp. Cô rất là vui và rồi các bạn là ai mà muốn thay đổi cái răng như mình thì hãy đến Nha Khoa Ân Tâm. Từ cái sứ kim loại mình thay răng toàn sứ. Và từ đây sắp tới thì mình ra đường á, mình rất là tự tin, rất có hàm răng đẹp. Tuổi như chúng mình là bây giờ mà hàm răng vậy là mình quá thích. Dạ, nói chung là không phải là giới trẻ mà riêng về độ tuổi của cô cũng cần có một hàm răng đẹp để mình có thể là giao tiếp với mọi người và tự tin hơn đúng không cô? Dạ, và đặc biệt hơn là nó sẽ giúp cho chức năng ăn uống của mình tốt hơn đúng không ạ? Vậy cô Vân ơi, cô có thể chia sẻ cho con thêm đó là cái quá trình làm răng, thay răng sứ kim loại thành toàn sứ của cô như vậy thì nó mất nhiều thời gian không cô? Cái quá trình mà thay răng sứ rất là nhanh. Mình đi có 2 lần à. Lần thứ nhất đến rồi đo răng, lần sau là chỉ có cách có 3 ngày là mình có cái răng mới rồi. Dạ, là hôm nay là mình lên là gắn răng kết thúc luôn rồi đúng không cô? Nhanh. Và răng rất là đẹp. Và bây giờ 70 tuổi rồi thì như vậy là quá tự tin rồi. Chắc hẳn là tất cả mọi người cũng rất là mong muốn được thay răng sứ, nhưng mà mọi người không biết là thực tế cái chương trình nó có như vậy không. Thì ngày hôm nay thông qua cô Vân thì cô là một người khách hàng thực tế đã trải nghiệm chương trình, thì cô có thể chia sẻ cho mọi người biết là cái chương trình nó có đúng như sự thật không cô ha? Cái chương trình mà thay răng sứ kim loại, răng sứ toàn sứ thì rất là thoải mái, rất là nhanh. Và mọi người hãy yên tâm, tại tôi là cái người thay răng nè, không có đau, mà thời gian rất là nhanh, mà mình có được hàm răng rất là tự tin. 70 tuổi rồi có hàm răng như thế này là tuyệt quá rồi. Việc này thì mình cũng cảm ơn các bác sĩ, các nhân viên An Tâm đã giúp mình có cái hàm răng đẹp. Vậy thì thông qua đây thì cô cũng có lời nào muốn nhắn nhủ đến những khách hàng mà cũng đang gặp tình trạng mang răng sứ kim loại giống cô không? Bây giờ Qua đây mình cũng nhắn nhủ các bạn, những người trang tuổi như mình muốn thay răng từ cái răng mà sứ kim loại sang sứ toàn sứ thì hãy yên tâm. Và đến đây là mình mới đầu mình cũng sợ lắm á, nhưng mà thay rất là nhẹ nhàng. Và sau khi có cái hàm răng đẹp này thì các bạn hãy đến Nha Khoa Ân Tâm để thay cho có hàm răng như mình. Dạ, mọi người nhìn nụ cười hài lòng của cô Vân là cũng biết được nha mọi người. Và cái quá trình thì như cô đã chia sẻ nãy giờ rất là nhanh và không hề là lo lắng gì hết. Và hy vọng rằng cái chương trình của Nha Khoa Ân Tâm có thể lan tỏa đến nhiều vị khách hàng hơn nữa. Không chỉ cô Vân mà còn rất là nhiều vị khách hàng khác cũng đang mong muốn được thay đổi răng sứ kim loại thành răng toàn sứ. Để mọi người có thể là xem kỹ về chương trình hơn, chúng ta có thể là tham khảo những cái clip trước của Nha Khoa Ân Tâm đã quay. Và xin hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo nhé. Xin chào các bạn, mình là Vân ở Củ Chi. Mình đi xuống Nha Khoa là mình để mình thay cái răng sứ của mình từ răng sứ kim loại sang răng sứ toàn sứ. Mà khi mình đến đây á, thì bất ngờ mình biết được cái chương trình này. Và trong thời gian mà thay rất là nhanh mà không có đau đớn gì hết, chỉ có 3 ngày thôi là mình có hàm răng đẹp, phải không? Thì mình coi gọi là các bạn, những người lứa tuổi như mình hãy mạnh dạn đến để mà thay răng sứ toàn sứ như mình. Hôm nay mình có hàm răng mình rất là hài lòng. Và dịp này mình nói các bạn là các bạn hãy đến An Tâm để mà thay răng đẹp như mình. Và nhân dịp này mình cũng xin cảm ơn các bác sĩ, các nhân viên của Nha Khoa Ân Tâm đã cho mình một hàm răng đẹp và tự tin. Nhưng mà lại là miễn phí, chương trình miễn phí các bạn ạ. Các bạn hãy đến để mà thay giống như mình để có cái hàm răng đẹp. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.